để mình chấm cái này đi. Đấy, rấu. À, các bạn ơi, vô nha các rồi. Xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn. Buổi chiều nay các bạn mình tiếp tục mình ra lại cái vị trí cũ nha các bạn. Cái vị trí ngoài cái đập này các bạn. Thì mình sẽ làm một cái món ẩm thực nhỏ nha các bạn. Nói chung là chiều rảnh cuối tuần thì mình hay ra chỗ này mình ngồi mình chơi, mình hóng mát với mình vậy thư giãn lắm các bạn. Thì giờ mà cho các bạn xem nha. Mình có đem theo một cái giỏ coi với một ít nghêu nha các bạn. Rồi mình ra ngoài này thì mình dùng cái bếp bếp cồn nha các bạn. Ở ngoài này do là thời gian này trời mưa cho nên mình không thể nào sử dụng bếp bếp than các bạn. Bất tiện lắm các bạn. Đó, cho nên là mình xài bếp cồn nha. Mình sử dụng mình nấu nghêu nha các bạn, nghêu hấp xả nha. Giờ mình sẽ đi bứt cái lá mùng các bạn để mình lót chỗ ngồi. Sẽ bứt cái lá mùng này nha các bạn. Do một tay một tay cầm một tay quay cũng 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 hơi bị chập chờn xíu, các bạn thông cảm nha các bạn. Rồi mình sử dụng ba lá là đủ các bạn. Lá này lá lớn chủ yếu đủ cái diện tích mình ngồi thôi. Quá êm luôn, có cái bệnh cỏ này cũng đỡ các bạn. Ngồi trên cái này cũng cũng ngon. Rồi bây giờ mình sẽ bày ra cái chỗ này, mình làm chỗ nấu nha các bạn. Đó, rồi mình lấy cái này mình che lại cho hơi gió nó lùa nha. Đó, chơi vậy mới đẳng cấp nha các bạn. Đó, mình sẽ nấu trên này. Đó, đơn giản. Rồi tiếp tục xả thì mình để ngoài đây. Vui lắm đó các bạn ơi. Thì chứ mình rất là thích không khí đồng quê các bạn. Bởi mỗi lần mình quay á, mình kiếm cái chỗ nào mà nó thiên nhiên á, mình mới thích như các bạn. Còn quay mà kiểu mà quay trong nhà mình cũng không thích các bạn. Rồi trong này mình có cái gì để mình soạn ra luôn cái đã. Mình có đem cái nồi thôi các bạn, mà hồi nãy mình quên đem cái chai nước rồi, chết luôn. Mình quên đem chai nước các bạn. Mình quên đem chai nước thì bây giờ mình sẽ khỏi rửa nha các bạn. Chơi kiểu kiểu dân dã luôn các bạn ơi. Rồi xong luôn rồi. Bây giờ mình sẽ chọn đồ nữa các bạn. Trời ơi, mình quên đem luôn cái khăn giấy rồi quá à. Ây da, sử dụng bàn tay ta làm nên tất cả rồi các bạn ơi. Chết rồi. À, mình đi cắt lá mùng mình lau nha các bạn. Cũng được. Không sao. Này, mình sẽ cắt lá mùng mình lau cái nồi trước. Đó. Rồi, ngon lành. Này lại. Vậy thì một hồi mình sẽ hấp nghêu á, không nước luôn nha các bạn. Mình hấp không nước luôn, chơi luôn. Ôi, ba này dễ mà. Rồi tiếp tục mình có cái chén này các bạn, một cái chén muối ớt, nước chấm bằng ớt nha, còn một chén là muối tiêu nha các bạn. Đó.
Rồi giờ trước khi trong thời gian mình làm nước chấm các bạn, thì mình sẽ cho cồn vô. Đó, mình lấy cái này là cái vỏ mình che che gió các bạn, tiện lắm á. Trời ơi. Gió gì dữ vậy? Gió vừa phải thôi chứ. Rồi, thì được chưa? Ngã nơi xỉu luôn à. Hư điện thoại luôn á. Mình đang quay bằng điện thoại nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho vô đây. Có gì đâu mà khó. Không có em thì kẻ có người khác. Không các bạn. Vô. Rồi mình gom rác qua một chỗ nha. Chút xíu mình bỏ vô bịch mình đó, mình đem về mình bỏ vô cái khu rác nha các bạn. Ăn uống là phải gọn gàng sạch sẽ. Đấy. Đây đây đi. Đây cái bịch muối của mình, đồ chấm của mình các bạn. À, đây là bột ngọt nè. Còn cái này là muối nè. Cái này tiêu nè. Còn này đường nha các bạn. Rồi, mình có chuẩn bị chanh luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ để đây đi. Rồi. Giờ mình đốt nè. Trong thời gian chờ đợi mình sẽ đun nha các bạn. Đi. Rồi, chơi. Mình sẽ bỏ xả vô. Cái này đúng nghĩa rừng rú luôn các bạn, là mình không có rửa nha. Thiệt tình chứ nãy quên đem nước các bạn ơi. Ăn vậy không biết là về có bị gọi tên không đây. Biết ai gọi không các bạn? Các bạn cũng hiểu ha. Ăn dơ, người ta nói ăn dơ sống lâu các bạn. Không sao đâu. Rồi, nghêu vô em ơi. Ok, nghêu này sập. À, làm vài con trước đi. Rồi, đậy lại. Vô. Có lý à. Cái bình này xa xa ra. Đấy. Rồi, trong thời gian chờ đợi mình sẽ làm cái món nước chấm vô hai cái chén này các bạn. Mình sẽ cắt chanh ra trước. À mình có đem thêm mù tạt nữa nha các bạn. Vậy là chơi mới sướng nè. Ăn vậy mới sung. Rồi em ơi. Buổi chiều thật là quá mát luôn. Giờ là 4 giờ rưỡi nha các bạn. 4 rưỡi chiều á. Ít đường. Ít muối. Rồi để vậy sao thấy ta. Để mình dùng lại. Này các bạn, mình bỏ miếng đường rồi nè. Giờ mình sẽ thêm muối nha, bỏ muối vô. Muối ít nha các bạn, nhiều quá mặn là dở luôn á. Nghêu mặn mà muối nhiều nữa là mặn đó, nước chấm dở liền. Đây. Rồi muối rồi, bỏ qua bên. Bột ngọt các bạn. Rồi bột ngọt. Xong. Mình sẽ làm cái chén này là cái chén nước ớt, muối ớt, bột tạt nha các bạn. Rồi. Đây là cái chai ớt của mình, ớt xay của mình nha. Chai này là rất là ngon các bạn. Mình ở nhà mình tự làm các bạn. Mình nghiên cứu mình làm. Nói chung là ra cái chai cái mình xay ra ớt màu màu đỏ chót luôn các bạn.
Rồi. Vô. Giờ nặn chanh vô nha. Quái đản thiệt. Không có cái khăn lau. Ngồi chắc chùi vô áo quá. Đúng là ẩm thực. Ẩm thực này là ẩm thực rừng rú nha các bạn. Quậy lên. Rồi cơ bản xong món nha các bạn. Giờ mình làm muối muối tiêu. À, muối tiêu thì mình cho không có đường các bạn. Mình sử dụng bột ngọt với muối với tiêu thôi nha. Nhiều quá vậy. Đây, tiếp tục. Rồi, muối. Rồi, quá nhiều luôn rồi. Rồi, nặn miếng chanh vô. Nước nồi tàn tề. Đây, mình được một chén muối tiêu nha các bạn. Đơn giản thôi. Điều kiện ngoài đồng có là đã vui các bạn, không cần phải cầu kỳ, phải ngon lắm. Ở ngoài đồng cái gì ăn cũng dễ các bạn. Nhiều chín rồi các bạn. Đây. Mình sẽ cho các bạn xem. Nghêu, nghêu nở các bạn. Nè. Trời ơi. Hết hồn cái bài rồi. Quá ngon các bạn ơi. Mình sẽ bốc ăn luôn nha. Dạ, đông quá, đông quá. Cái gì cũng có cách của nó. Đây. Rồi ô nhiêu mập các bạn ơi. Để mình chấm cái này đi. Đấy, rổ. Các bạn ơi. Vô nha các bạn. Không còn gì mà chối cãi nữa các bạn. Quá ngon luôn à. Nghêu này không có cát các bạn ơi. Phim anh. Các bạn vô được các bạn ơi. Mình chấm muối ớt, ủa muối tiêu các bạn. Cái miếng vườn mình đó là của ông chú hả anh? Đúng không? Ông mua nào hả? Ừ. Ủa vậy là làm công trong kia hả? Vô các bạn. Quá ngon các bạn ơi. Giờ có nước rồi nè, hồi mình lấy nước này mình nấu luôn nha. Giờ này là mồi. Ở đây không khí đã lắm các bạn. Đấy không? Buổi chiều là thôi chiêu luôn các bạn ơi. Hãy ngồi chơi anh. Tuyệt vời các bạn ơi. Giờ mình sẽ bỏ miếng bột ngọt vô nha. Cho miếng bột ngọt vô đây cho nó ngọt ngọt dễ dễ nấu quá. Rồi tiếp tục mình bỏ nhiều vô, xuất nhiều mới nha. 1 ký các bạn, một mình nè. Vài con thôi, bỏ nhiều nó không chín. Đó, nhiều chuẩn bị bung nữa các bạn. Đã chưa? Còn vô đây các bạn.
Một mình ăn 1 kg là bánh sáng. Nhiều này vô to nha, size này size bự á. Size này bự á. Cái kênh này mình nói là cá nhiều lắm các bạn. Chiều nào cũng có nhóm, một nhóm người câu cá bên mé mình này các bạn, mé mình gốc cầu nữa đó. Còn bên này thì môn bạc ngàn, chim chóc bay lượn rất là khắp nơi các bạn. Chính rồi, chính các bạn ơi. Đây ôi ôi nè, heo mập ra chưa, hết bài luôn, mình phải chấm vô đây nữa, chấm hết nước sướng chưa, đã rồi bạn luôn nha. Nãy giờ hai anh em ngồi bàn vừa ăn nhiêu vừa bàn bất động sản các bạn. Dũng là chuyên bên kinh doanh bất động sản các bạn. Quá ngon, mình đi Cò Đất mình lại đây mình ăn quá ngon luôn các bạn. Chào các bạn nha. Khi nào mà muốn mua đất mua đai gì là gọi Nguyễn Dũng nha. Đất Đông Thạnh, nhà sổ hồng này kia có đầy đủ hết. Mình đi ra gặp bè bạn quay ăn quá ngon. Nấu, đúng là thợ nấu luôn nha. Vô nha các bạn, mình nãy mình cũng có mới bỏ thêm ít bột tạt các bạn cho tăng cái vị cay lên vậy cho dễ ăn à. Quá ngon. Hai anh em là gắn gắn xiết cho hết ký này nha. Buổi chiều là đây quá mát các bạn ơi. Đâu mát bằng đây hết nha. Đất ở đây cũng rẻ. Giá 2 triệu mấy cũng có luôn nha. Giá 2 triệu mấy cũng có luôn, 2 triệu mấy cũng có luôn. Đường đẹp. Gắn luôn Dũng ơi. Đẩy thêm sức cuối rồi. Vô sức cuối nha các bạn. Còn bao nhiêu đây nữa thôi. Không có gì mát bằng đây hết. Buổi chiều liêu riêu kiến nghiêu là đúng bài các bạn. Xong rồi về ngủ. Hôm nay là gió mỗi buổi chiều các bạn là gió nhiều lắm cho nên là bắt buộc là mình phải đeo cái microphone nha các bạn để chống ồ cái âm thanh các bạn. Nghe hại luôn. Quá ngon. Cái mù tạt này thấy vừa ăn không anh? Quá ngon. Đặc sản luôn, bữa nào em chỉ anh làm món này cơ. Anh chưa biết làm luôn. Bữa nào là phải đem con gà lít rượu đúng không? À, vừa làm vừa nhậu luôn nha. Mày quen nha. Quá ngon. Hồi nãy mình quên đem nước các bạn. Giờ nó chỉ, ăn nó mặn mặn cũng khát nước các bạn. Chắc là mình phải đánh nhanh rút lẹ quá về uống nước. Có bạn nào mà ở khu vực Hóc Môn á muốn ra mà cuối tuần mà muốn xả stress thay đổi không khí mát mẻ như thế này á thì cứ nhắn tin cho mình lên kênh của mình nha, mình sẽ chỉ cái địa chỉ nha. Còn cái địa chỉ mà mình nói sơ lược ở trên video này là cái khu vực Đông Thạnh các bạn, cái khu vực Đông Thạnh mà nằm ngoài sau lưng của trường mầm non Sơn Ca nha các bạn. Nó sẽ có một cái đường đường đất
chạy thẳng dài xuống cái kênh này các bạn. Bây giờ anh em xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip khác nha các bạn. Rồi, ok. Chào nha. Xin chào tạm biệt nha.